Nhà chức trách ở bang Texas hôm thứ Hai tiếp tục cố gắng xác định động cơ thúc đẩy một tay súng xả súng vào một nhà thờ của giáo hội Baptist thứ nhất, giết chết 26 người và làm bị thương 20 người hôm Chủ nhật. Tay súng được xác định danh tính là Devin Kelly, 26 tuổi, từng là binh sĩ không quân Mỹ nhưng đã bị cho giải ngũ vì vi phạm kỷ luật. Các quan chức an toàn công cộng nói rằng có mối liên hệ giữa Kelly và nhà thờ Baptist thứ nhất ở thị trấn Sutherland Spring, Texas, nơi anh ta xả súng vào những người đi nhà thờ bằng một vũ khí tương tự như súng trường tấn công AR-15. Giám đốc an toàn công cộng khu vực bang Texas Freeman Martin nói với các phóng viên rằng cha mẹ vợ của Kelly thường xuyên đi nhà thờ, nhưng họ không dự lễ hôm Chủ nhật. Ông Martin cho biết Kelly đã có lời lẽ hăm dọa mẹ vợ, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Sau khi bị một người dân địa phương nổ súng đáp trả tại hiện trường, Kelly bỏ chạy và một cuộc rượt đuổi diễn ra sau đó, kết thúc bằng việc chiếc xe của anh ta bị mất kiểm soát. Nhà chức trách tìm thấy Kelly đổ gục trong xe hơi giữa một cánh đồng, tử vong vì một vết thương do tự bắn. Giới hữu trách cho biết các nạn nhân trong vụ nổ súng ở độ tuổi từ 18 tháng đến 77 tuổi.